Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Toyota Innova V có năm sản xuất 2009, phiên bản số tự động, máy 2.0, máy xăng, mang biển số 34A3328 các bạn này. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì cứ alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ các bác được xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe này rất là đẹp các bác nhé. Trang bị 4 bánh đa lúc ABS, túi khí đầy đủ, mang tên tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Toyota, một mẫu xe lồi đồng cuối đá mang thương hiệu Nhật Bản. Dòng này đi cực lành luôn các bác nhé. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về việc đổ xăng mà sử dụng các bác nhé. Sơn xi thì có xước sát một chút thì em có bán tỉa rồi. Đấy, các bác xem này, giờ sơn xi của nó này không còn một vết xước các bác nhé. Tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome, chân kính, vè mưa đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Bác nào loanh quanh Hải Dương đúng chân mẫu xe này mua về chỉ cần công chứng và tên thôi, không cần phải sang tên đổi biển các bác nhé. Đấy, xe thật đẹp. Đây là con bản V số tự động, máy 2.0, dòng Toyota Innova thì đi cực lành luôn các bác nhé. Đấy, nó là xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, không khoan đục. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, cả tài là 8 chỗ các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Gầm bệ của nó nhé, chắc lịch, không hề có dấu hiệu mục mọt các bác này. Không hề mục mọt. Đây là phần lớp sô cua này. Đó, lớp sô cua các bác nhé. Đấy, cảm biến va chạm này. Đấy, đầy đủ các bác nhé. Tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Đây là phần cốp sau xe này. Đấy, tất cả đinh bấm răng chật này, nguyên bản nhé. Keo chỉ. Gặp hàng ghế thứ 3 lại thì khoa đựng đồ của nó rất là rộng rãi quý bạn nhé. Đấy, lúc nào mình đi 5 người thì mình gấp hàng ghế thứ 3 lại thì là khoa đựng đồ của nó rất là rộng rãi. Nào mình chở 7 người thì bỏ ghế xuống là ok. Đấy, một chiếc Toyota Innova V, bản V số tự động, máy 2.0. Đây là phần dàn nốt của xe này. Đó, lốp dép của nó rất là đẹp các bạn nhé. Cua lốp. Đó các bạn xem. Cua lốp không hề có dấu hiệu mù mọt. Tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Đây là hàng ghế thứ 3 các bác nhé. Hàng ghế thứ ba này. Đây là phần bậc lên xuống này. Trần của nó là trần lỉ nguyên bản theo xe. Trang bị hai dàn điều hòa độc lập, với một dàn điều hòa đằng trước là ba dàn điều hòa các bạn nhé. Đầu Toyota nguyên bản theo xe. Trang bị túi khí an toàn cho người lái với một người ngồi phụ. Túi khí ABS đầy đủ, mang tên tư nhân biển Hải Dương. Đây là phần hốc bà lè này. Đó, cột kèo. Đây là phần cột kèo đinh bấm của xe các bác nhé. Cột kèo nguyên zin. Đấy, tất cả đinh bấm này, mối han chập điện này. Đấy, zin nguyên theo nhà sản xuất các bác nhé. Cam kết quý bạn là đầu đít cột kèo zin. Táp lô táp ly của cánh cửa đằng sau bên phụ
âm thanh này. Đấy, âm thanh vũ trường cực hay luôn. Đấy, khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mùn mọt. Keo chỉ các bác nhá. Đấy, phần keo chỉ này, keo chỉ zin. Vâng, đây là phần ghế da đằng trước này. Đó, ghế da đằng trước này. Đây là phần hốc bà lê này. Phần cột kèo. Đây là phần cột kèo đinh bấm các bác nhé. Đấy, cột kéo đinh bấm này. Rất là ok. Đó. Đấy, tất cả cột kéo đinh bấm zin. Nội thất tươi. Táp lô táp bi của cánh cửa đang trước bên phụ các bác nhé. Âm thanh này. Tất cả khung cánh cửa. Đó, không hề có dấu hiệu mùn mọt chi các bác nhé. Keo chỉ. Keo chỉ zin các bác nhé. Tay lắm mở cửa này, Opilock mạ chrome. Bốn lốp của nó rất là đẹp. Cua lốp không hề mùn mọt các bác nhé. Đấy, đăng kiểm của nó có đến tháng 9 năm 2020. Đấy, cũng còn được 2 tháng nữa các bác nhé. Sơn xi màu vàng cát. Một chiếc Toyota Innova V số tự động. Máy 2.0, máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng các bác nhé. 335 triệu đồng cho một chiếc Toyota Innova V này. Đấy, âm thanh bật lên xuống. Đó các bạn xem, rất ok. Keo chỉ này. Đấy, keo chỉ zin nguyên bản các bác nhé. Cột kèo đinh bấm này. Đó các bạn xem, cột kèo đinh bấm zin. Nội thất tươi. Nội thất cực tươi các bác nhá. Còn đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái này, bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Tem mác theo nhà máy sản xuất này. Phần cột kèo này. Phần cột kéo đinh bấm quý bạn nhé. Đó, nó nguyên bản theo nhà máy sản xuất này. Phần keo chỉ của cánh đằng trước bên lái các bác nhé. Keo chỉ đều tấp tắp luôn. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này.
Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Đấy, bô lăng rất đẹp các bác nhé. Em lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhé. Con này chạy được 17 vạn này. Đấy, máy lổ rất là êm. Phun nước gạt mưa. Phần quả số này, phanh tay này. Kính lên xuống này. Hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Đó, rất ok. Đây đã được trang bị thảm trải táp lô các bác này. Đấy, túi khí bên phụ này. Gương chỉnh điện này. Đó. Rất trơn tru quá nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho quý bạn xem nhé. Đây là phần hộp đựng kính này. Chắn nắng này. Chắn nắng hai bên đầy đủ. Phần đèn trần rất ok. Đây là phần dàn điều hòa phía sau này. Đó, cực mát luôn quý bạn nhé. Hoạt động rất là trơn tru. Một chiếc Toyota Innova bản V số tự động, máy 2.0, xe gia đình, mang tên tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào có thời gian rảnh rỗi thì hãy cứ đến trực tiếp cửa hàng của em. Đây, ở 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Đấy, xem xe và test xe thoải mái quý bạn nhé. Bác nào ưng một trong những mẫu xe đang có tại cửa hàng em thì hãy cứ alo cho em các bác nhé. Em sẽ tư vấn nhiệt tình, chu đáo, hỗ trợ trả góp từ đời 2014 trở lên các bác nhé. Đấy, ngoại tỉnh hỗ trợ trả góp từ đời 2014 trở lên. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova. Máy móc này lổ rất là êm các bác nhé. Lổ rất là êm luôn. Khô rõ là xe. Dây cô loa đang hoạt động các bác nhé. Máy vẫn đang nổ. Đấy, tất cả những cái đinh bấm giằng giật này. Nó nguyên bản quá nhé. Đấy, lỗ của nó tròn này, không hề có dấu hiệu móp méo quá nhé. Đây là phụ ABS này. Lỗ rất là êm, dòng này đi cực lành các bác nhé. Còn đây là phần lắp capo này. Tổng quan khoang máy này.
Sau vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Innova V số tự động, máy 2.0, máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.